Xin chào anh chị và các bạn. Trong video tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn một cái ban lỗi tiếp theo, nó liên quan đến một cái bộ sấy của những cái model máy tốc độ 90 bản, cụ thể đó là model 9001. Ở phần đầu video tôi đã quay cái hình ảnh mà khách hàng của chúng tôi gửi cái cụm sấy về để nhờ chúng tôi can thiệp và kiểm tra xem là lỗi phần gì. Thì ở đoạn đầu video tôi đã quay cái phần nguyên đai nguyên kiện mà khách hàng gửi ra. Đây là một khách hàng của chúng tôi gửi từ miền Trung ra, đã có qua một số kỹ thuật kiểm tra rồi sửa chữa khắc phục nhưng hiện tại thì không sửa chữa được và đóng nguyên gói cái cụm sấy đó gửi ra nhờ chúng tôi kiểm tra và test xem là cái máy cụm sấy của máy đó đang bị lỗi gì. Trong video ngày mai chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau. Tôi đang lắp đặt cái cụm sấy đấy vào vị trí máy này. 9001 và 9002 dùng nguồn điện 220 và sử dụng chung một bộ sấy, chúng ta có thể lắp đặt và thử chéo qua nhau được. Đây là phần chúng tôi chia sẻ mở rộng. Thì cái cụm sấy đó tôi đang mở ốp này, mở nắp ốp đậy phía trên này, mở ốp phía ngoài này và mở cửa trước chiêm cửa. Vì mục đích là chia sẻ cụm sấy thì chúng tôi muốn chia sẻ sâu một chút đến anh chị và các bạn những góc nhìn để từ cái video của chúng tôi, anh chị và các bạn khi gặp cái trường hợp tương tự, anh chị và các bạn cũng có thể test và sàng lọc xem là máy của anh chị gặp cái lỗi giống như này không. Tôi sẽ đóng bộ sấy vào và chiêm cửa. Về cái nguyên lý hoạt động của bộ cụm sấy ấy, khi mà chúng ta khởi động lên, đóng cửa vào thì chúng ta sẽ không nhận diện được nữa. Vì lý do đó tôi mở cửa trước trên này và tôi mở cái ốp đằng trước này. Ở đây anh chị các bạn, khi mà tôi đóng công tắc chiêm cửa, anh chị các bạn thấy cái tín hiệu đèn sấy ánh sáng màu vàng đang thắp sáng này. Đó là cái phần mà tôi cố mở ra để chúng ta cùng trải nghiệm. Tiếp theo, cái phần này tôi sẽ làm rõ hơn để anh chị các bạn có một nhìn. Đây là cái phần rất là hay ở các đoạn sau của video thực tế. Nó lỗi gì thì chúng ta sẽ đồng hành cùng bóc tách vấn đề. Tôi sẽ vào phần mềm này. Tôi vào thang đo nhiệt thực tế của cái cụm sấy này, của máy này. Đó là 106 thang. Anh chị các bạn quan sát trên màn hình hiển thị đang cái số nhiệt độ, chỉ số nhiệt độ của cụm sấy đang đo, sensor đang đo dao động và số đang nhảy từ cái nhiệt độ cơ sở ở môi trường cho lên tới cái nhiệt độ tầm 200 lẻ, trong đó 200 có thể là 205, 210 thì sẽ đủ nhiệt độ để làm chín cái hạt mực thì máy sẽ cho phép chúng ta sử dụng chức năng photo và in. Khi mà nhiệt độ lên tới khoảng 180 độ thì bắt đầu cụm sấy sẽ được lệnh, motor cụm sấy sẽ được đóng nguồn. Và lúc này như chúng ta đang thấy cái núm màu xanh phía đối diện chúng ta đang quay ấy, là trạng thái đảo nhiệt. Ví dụ chúng ta thấy là cái lô sấy chúng ta rỗng, là kim nhôm rỗng, bên ngoài mạ lớp chống dính. Và khi quay như là nó sẽ đảo nhiệt cho đầy, cho nó nóng lan đều hết cái thân lô sấy và đảm bảo để cái trạng thái nhiệt sẽ được các cái cảm biến nhiệt đo một cách chính xác và bộ xử lý sẽ đọc được cái nhiệt độ chính xác trên bề mặt lô sấy ở các vị trí khác nhau. Và như vậy cái thông số nhiệt nó sẽ chính xác và bộ xử lý đến thời điểm đủ nhiệt, bộ xử lý sẽ ngắt nguồn đèn sấy, không cho đèn sấy sáng nữa, đảm bảo nhiệt độ đủ để chín hạt mực, đảm bảo an toàn cho máy móc không bị cháy, không bị tan chảy. Có trường hợp anh chị các bạn gửi đến những cái thông tin phản hồi từ chúng tôi, nó với những cái máy chạy nhiều, anh chị các bạn mở ra thấy cái phần nhựa ốp của cuộn lau dầu hoặc những phần nhựa ốp gần khu vực của lô sấy có hiện tượng chảy nhiệt, biến dạng, thì đó là nguyên nhân mà khi mà cái máy anh chị các bạn khai thác ở công suất cao, cường độ liên tục, nó bị cái nhiệt độ quá tải làm ảnh hưởng đến cái phần kết cấu phía ngoài. Cái phần nhựa ốp và những cái phần nhựa trong cái thiết kế bộ sấy, cụm sấy của tất cả các hãng đều thiết kế và sử dụng nhựa chịu nhiệt. Nhưng mà khi mà nhiệt quá cao, có những trường hợp anh chị các bạn bật cái máy lên chạy từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến chiều, với những cái máy dịch vụ thì anh chị các bạn thấy cường độ khai thác cực cao, dẫn tới cái trạng thái quá tải, quá nhiệt. Thì ở đây bộ xử lý vẫn cấp nguồn để cái nhiệt độ duy trì trạng thái và núm
cái lô sấy của anh liên tục và đảo các vị trí nhiệt. Thang đo nhiệt đang hiển thị ở nhiệt độ là 205. Chúng ta xem là trạng thái cái bộ sấy của khách hàng đang bị lỗi gì. Tôi sẽ để cam này. Chúng ta thấy là đèn sấy vẫn duy trì sáng từ lúc chúng ta đóng nguồn trên cửa cho đến thời điểm hiện tại. Và đây là cái ban mà anh em thợ, người dùng thì dùng nhiều năm cũng đã mầy mò và không xử lý được, cũng có nhờ một số anh em thợ trong khu vực đó cũng xử lý nhưng không được. Đấy, hiện tại thì cái núm này dừng lại đồng nghĩa với việc motor cụm sấy đang bộ xử lý đã ngắt cấp nguồn, không quay tiếp. Và nhiệt độ hiện tại đang ở thang đo trên cái màn hình hiển thị đang là 219. Rồi 220 và tiếp tục đèn sấy vẫn đang sáng này. Đèn sấy vẫn đang sáng. Rồi chúng ta theo dõi tiếp xem trạng thái máy này nó đang bị trường hợp như thế nào. Và nhiệt độ đang ở mức là 228, 229, 230. Và đèn sấy vẫn đang sáng. Đó. Và tình trạng mà nhiệt quá cao như này thì đương nhiên bộ xử lý nó sẽ đo lường ở trong cái thời gian nhất định và nó báo không an toàn, và cái tín hiệu ngắt kết nối cấp nguồn trên màn hình và tình trạng báo SC543-00. Đây là cái lỗi mà bộ sấy của khách hàng chúng tôi gửi về và lắp trực tiếp trên máy. Chúng ta thấy cái trải nghiệm cụ thể trên cái phần chúng tôi chia sẻ trong cái ban ngày hôm nay. Thì để đầu tiên chúng ta sẽ sàng lọc này về nguyên nhân. Có nhiều anh chị các bạn không có cái chuyên môn đào tạo chuyên ngành kỹ thuật máy photocopy ấy, thì khi mà bộ sấy có vấn đề về lỗi FC thì chúng ta thường có thói quen đó là kiểm tra cầu chì, kiểm tra đèn sấy, kiểm tra sensor, rồi kiểm tra tất cả những cái phần tiếp xúc vân vân. Đó là cái đương nhiên vì anh chị các bạn không có cái đào tạo chuyên môn. Còn với những khóa học chuyên môn của chúng tôi thì học viên của tôi sẽ biết ngay cái lỗi này báo cái gì và cần được tiếp cận ra làm sao. Và có thêm một những cái gợi ý đến anh chị và các bạn, đó là không loại trừ những cái linh kiện vật tư. Ở đây tôi chia sẻ để anh chị các bạn tránh trường hợp như sau. Đó là trước khi thay lô sấy, máy của anh chị các bạn nguyên bản, nguyên zin bãi nhập về hoặc nước ngoài nhập về hoặc mua của nhà cung cấp, máy chạy rất ok, rất ổn. Sau một lô hàng, một thời gian nhất định thì lô sấy nó sẽ bị hao mòn dần, nó bị xước sát đi, nó dính mực, rồi nó làm bẩn lên những cái bản in bản photo. Anh chị các bạn sẽ phải đến thời điểm thay những cái vật tư hao mòn, điều đó là điều đương nhiên. Khi mà thay lô sấy mới vô thì anh chị các bạn gặp cái trường hợp là cứ chạy một số lượng nhất định vài gam hoặc là 500-1000 tờ thì lại bị tình trạng báo quá nhiệt hay một cái lý do gì đó. Đấy, tôi tổng hợp lại cái tình huống để tôi đưa ra anh chị các bạn có cái nhìn để anh chị các bạn đánh giá. Lô sấy tôi nói một cái ví dụ lô sấy xịn cái giá dao động khoảng 800, 1 triệu. Tôi nói ví dụ nha, tôi không rõ về giá, về linh kiện vật tư vì tôi làm chuyên về đào tạo kỹ thuật. Tôi nói cái số tròn như vậy chúng ta sẽ hình dung. Nhưng mà một đơn vị nào đó bán cho anh chị và các bạn cũng cái lô sấy đó, cũng cho máy đó chỉ có giá 400-500. Thì chúng ta phải biết là độ dày. Chúng ta chưa bàn đến cái hợp kim tiêu chuẩn của hãng làm ra cái sản phẩm lô sấy đó, mà chúng ta nói về cái độ mỏng thôi. Không có lý gì hai nhà nhập khẩu cùng một đơn vị cung cấp cùng một chất lượng như nhau, một bên bán 800 một triệu, một bên chỉ có bán 400-500. Cái điều đó chúng ta vẫn tự có câu trả lời, đúng không ạ? Nếu anh muốn rẻ, trừ khi anh đặt hàng loại rẻ và nhà sản xuất đáp ứng cho anh cái lô hàng theo như anh mong muốn. Như vậy nói gần gũi hơn, nhưng chúng ta hình dung đó là những cái chảo chiên rán ở gia đình chúng ta. Khi chúng ta mua một cái chảo đắt tiền thì cái độ dày, cái độ bền, cái hợp kim để làm cái chảo đấy đạt tiêu chuẩn là 1, lớp chống dính của cái chảo đấy đạt tiêu chuẩn là 2, độ bền bỉ của nó được đo lường bởi những cái máy móc thiết bị hiện đại để cho ra cái tuổi đời dùng, ví dụ như là 6 tháng phải thay cái chảo mới ví dụ. Còn một cái chảo anh chị các bạn mua với giá nửa tiền, cái chất liệu làm ra cái chảo đấy sẽ không đáp ứng được. Cái thứ hai, lớp chống dính không đáp ứng được, và đương nhiên rồi, nó sản xuất bởi những cái thủ công đơn giản nhất, không có đo lường tính toán, và lỗi sẽ xảy ra, tuổi đời sẽ ngắn lại. Đó là điều mà chúng tôi chia sẻ trong video này.
Thì ở đây chúng ta phân tích, chúng ta sẽ thấy cái máy này đang bị trạng thái là quá nhiệt. Bộ xử lý đo được ở trạng thái sau khi cấp nguồn trong 3 đến 5 phút đầu tiên khởi động với những cái model chất lượng tốc độ 90 bản trên phút, thì thời gian khởi động máy ban đầu từ 3 cho đến 5 phút tùy model, tùy theo hãng. Và đo được cái thông số nhiệt độ quá bất thường mà chúng ta vừa nhìn thấy ở cái phần vừa rồi trong video, đó là lên tới 231 độ C. Nhưng đèn sấy vẫn sáng liên tục và bộ xử lý ngưng ngắt nguồn. Tôi sẽ xóa lỗi này, sau đó chúng ta sẽ đi tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề luôn trong video này. Đây bộ sấy mà khách hàng gửi về đã thay nhá. Đó, tôi tại sao tôi chia sẻ đến chị các bạn cái yếu tố thay này này, để chúng ta có cái nhìn 7807 thăng. Với xóa lỗi của Recon rất là nhàn, chúng ta có thể chỉ cần vào phần mềm, vào system SP, tắt máy đi, bật lại. Nếu những cái lỗi tiếp xúc hoặc là những lỗi thường ấy, những lỗi theo kiểu lỗi tín hiệu ấy, thì nó sẽ ok ngay. Sau đó chúng ta tắt nguồn, chờ khoảng 30 giây đến 1 phút, sau đó chúng ta khởi động lại là cái thao tác xóa lỗi đã thành công với một số model ở trạng thái lỗi đơn giản. Thì trên kênh YouTube chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo của chúng tôi có chia sẻ rất nhiều cái video hướng dẫn cách xóa lỗi cơ bản của hãng Recon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận nhân vật chính, đó là cụm sấy này. Đầu tiên tôi đã lắp sẵn ở đây. Lỗi quá nhiệt, tôi chia sẻ luôn để anh chị các bạn có cái nhìn sau này máy của anh chị các bạn đã gặp và chuẩn bị gặp, anh chị dựa vào cái video của chúng tôi để làm theo. Quá nhiệt có nghĩa là tôi phải xác định là có nhiệt vào đây không đã. Theo đúng từ nghĩa đen phân tích góc kỹ thuật này, tôi mở ra mở sấy ra, anh chị chỉ cần để tay hờ ở đây thôi. Hoặc thậm chí nếu một cái máy trong môi trường chật hẹp mà nóng bức thì chỉ cần tiếp cận gần thôi, nó thì thấy nhiệt rồi. Đấy, tôi mở ốp ra, tôi sờ tay ở khoảng này. Tôi thấy nhiệt độ tỏa ra. Như vậy, điều đầu tiên khiến chúng ta phân tích với cái cụm sấy này đó là đèn sấy sáng, cầu trì tốt. Hai yếu tố đó hội tụ đủ thì nó mới ra cái nhiệt mà chúng ta đang cảm nhận ở đây. Như vậy là chúng ta sẽ bỏ qua những cái bước kiểm tra đó là cầu trì, đó là đèn sấy. Vì nếu nó không sáng, đèn sấy mà đứt, cầu trì mà đứt thì tôi chưa nói đến cái trạng thái nó báo lỗi SC khác, nhưng ở đây là để chúng tôi giúp anh chị các bạn có cái định hướng để chúng ta đi thẳng vào cái vấn đề nhanh hơn. Nó mà bị đứt ý, thì làm sao có nhiệt tỏa ra như này được, đúng không ạ? Sao không có nhiệt ở đây? Sờ về nóng gian này. Đấy, nóng gian. Như vậy là đèn sấy tốt, không cần sàng lọc, không cần đo, tôi đã biết luôn, đèn sấy tốt, cầu trì ok. Công việc tiếp theo của tôi là gì? Với những model này thì họ thiết kế những cái cảm biến gì? Với model 9001, 9002 của hãng Recon thì sử dụng hai sensor đo không khí. Cầu trì nằm kế bên, và cách đo cầu trì ở video, các video trên kênh tôi chúng tôi đã phát hành rồi này. Cách đo đèn sấy thông mạch hay không chúng tôi cũng phát hành rồi. Kế bên là một sensor, đó là cảm biến không khí, hay một sensor thermistor đo nhiệt không khí. Không khí là không chạm vào trực tiếp mà nhiệt độ sau được khi đốt nóng ở thân bề mặt toàn thân của lô sấy, nó sẽ tỏa nhiệt lên cái vị trí cái cảm biến được đặt trong một cái hộp rỗng, có cái khoảng cách bề mặt lô sấy khoảng 1 đến 2 cm. Tiếp theo bên trong sẽ là một cái cảm biến tỳ sát thermistor, trong từ những kỹ thuật gọi là cảm biến nhiệt hay là sensor. Đây anh chị các bạn, với cái ban này anh chị các bạn không cần phải tháo ra, mà chúng ta sẽ xác định vị trí xong, chúng ta tháo ốc này nhấc ra, sau đó chúng ta mở các cái dây này ngắt kết nối. Đây là phần kết nối rác này, đây là cái phần cảm biến này. Đây tại sao tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn cái từ thay linh kiện việc vật tư mới ở cái đoạn giữa của video là như vậy. Đây là cái nhân vật mà đã được các bạn kỹ thuật ở khu vực nhà sửa chữa máy cho khách hàng thay rồi. Đây là sensor mới anh chị nhé, sensor mới tinh này. Đây, mới tinh luôn này. Anh chị các bạn nhìn cái vị trí này, lá đồng còn sáng nguyên, mới tinh. Tôi không đề cập đến lô sấy, và tôi cũng không đề cập đến cầu trì, không đề cập đến đèn sấy, mà tôi đề cập luôn nhân vật chính này. Thực tế là các bạn kỹ thuật ở khu vực đó, các bạn cũng đã khoanh vùng đúng kiểm và
đã đọc được cái bảng mã lỗi của cái bệnh này, đó là bệnh quá nhiệt liên quan đến sensor này. Với sensor không khí thì nó không báo SC543 mà nó sẽ báo 541. Đó là những cái phân vùng mà tôi chia sẻ thêm ở đoạn video này. Dưới đây là nhân vật này, thay mới tinh nhé. Đấy, dây mới tinh, rắc mới tinh. Và đặc biệt cái này, anh chị nhìn là biết đồng cái vị trí ấy còn mới tinh. Tôi sẽ lắp một cái sensor cùng loại như vậy, được tháo từ một cái máy khác đang chạy ra. Tôi sẽ để cái sensor này ở đây. Và tôi sẽ lấy một cái sensor được tháo từ máy khác ra. Đây, nó đang vận hành nên nó dính mực này. Nhớ. Rồi tôi sẽ lắp vô này. Sau đó tôi sẽ bật lại nguồn và test lại và kiểm tra nhiệt độ đo lường mà chúng ta sẽ vào cái mục vừa nãy chúng ta kiểm tra cùng nhau. Rất là đơn giản nhưng mà các bạn phải như anh khách hàng này, bạn khách hàng này đang phải mất mấy ngày liền vì treo máy không làm được công việc và gửi bộ sấy ra cho chúng tôi. Đấy, bạn cũng tả rất là rõ rồi, em đã thay cái này cái kia, thợ đã sửa cho em cái này cái kia. Đó là toàn bộ cái phần mà tôi muốn, những cái ban thực chiến này tôi thấy rất là hay nên tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn. Để anh chị các bạn có thêm những cái kiến thức về kỹ thuật máy photocopy, đặc biệt là những anh chị hiểu các bạn ở xa ấy. Như trường hợp của máy này từ Hà Tĩnh gửi ra, anh chị các bạn ít mất cả cái quá trình gửi ra này. Chúng tôi nếu rảnh chúng tôi sẽ làm được ngay thì trong ngày, và đóng gói quay trở lại thì mất ít nhất 2-3 ngày. Còn nếu chúng tôi bận thì phải treo mất một ngày, ví dụ thế. Đây cái phần tôi để ở đây nhé. Rồi chúng ta sẽ đóng cái bộ sấy này vào và cấp nguồn. Nếu anh chị và các bạn ở xa ấy, ở những tỉnh xa thì lưu số điện thoại của chúng tôi 0964405366. Trước khi anh chị và các bạn mua những cái vật tư về thay là một, gửi những cái đồ đi vào những cái trung tâm thành phố lớn để sửa chữa ấy, thì anh chị các bạn cứ tham khảo thêm những cái tư vấn từ phía chúng tôi, vì chúng tôi chuyên đào tạo nghề nên chúng tôi có những cái nghiên cứu sâu, chứ chúng tôi không nói là chúng tôi giỏi nhất, chúng tôi có những cái nghiên cứu sâu mang tính thực tiễn, vì bộ giáo trình của tôi là những ứng dụng thực tiễn để đào tạo cho học viên, nên là tôi sẽ chia sẻ cố vấn cho anh chị các bạn một cách đúng hơn, định hướng tốt hơn để anh chị các bạn đỡ mất thời gian. Rồi tôi chiên cửa này. Khi tôi chiên cửa thì anh chị các bạn thấy ánh sáng đèn vàng từ cụm sấy đang sáng lên, thì chúng ta sẽ thấy những cái quy trình tiếp theo. Tôi sẽ vào phần mềm như là cái phần sensor trước đây. Rồi tôi sẽ vào đo nhiệt này, thang đo nhiệt. 1106 thang. Nó đang hiển thị ở 141, 142 và tiếp tục cái chỉ số nhiệt độ đang nhảy lên. Rồi, chỉ số nhiệt độ đang nhảy lên này. Để chúng ta xem nhé, chúng ta cùng nhau test cái bài này, rất là hay anh chị ạ. Vì lý do hay nên tôi làm những video chia sẻ đến anh chị và các bạn. Đèn sấy đang sáng bình thường. Và chúng ta để xem nó từ lúc cấp nguồn cho đến lúc bao nhiêu thì bộ sấy sẽ khởi động quay. Và đây là trường hợp bộ sấy này đã được đun nóng trước, báo lỗi trước của cái sensor trước. Đây đang động cơ cụm sấy đang được cấp nguồn và như chúng ta thấy cái núm màu xanh đang quay này, đảo nhiệt để toàn bộ cái nhiệt được lan đều, tỏa đều trên cái thân của lỗ sấy. Đây là cái nguyên lý vận hành trong cụm sấy của máy photocopy. Thực tế thì máy photocopy nó phức tạp với những người không hiểu, còn khi anh chị các bạn có kiến thức về máy photo thì sửa máy cũng không quá khó. Chúng tôi liên tục tuyển sinh các cái khóa đào tạo chuyên ngành kỹ thuật máy photocopy cho các bạn trẻ. Giới thiệu việc làm để các bạn có một cái công việc ổn định để khởi nghiệp và phát triển bản thân. Và ngoài ra chúng tôi có những cái khóa học online. Anh chị và các bạn là chủ cơ sở photo kinh doanh ấy, thì anh chị các bạn chỉ cần tham gia khóa học ngắn thôi, đơn giản thôi, anh chị các bạn biết về cấu trúc của máy photocopy, anh chị các bạn có thể tự chủ ở đây là tự mua vật tư đúng này, về thay này, và máy sẽ không bị gián đoạn thời gian chết này. Thứ hai là anh chị biết cách chỉnh những cái thông số cơ bản, ví dụ như là mực, ví dụ như là những cái ban cơ bản về kẹt giấy, anh chị có thể tự sửa được, thì liên hệ với chúng tôi để đăng ký những cái khóa học ngắn hạn. Còn những bạn trẻ mà chưa có việc làm thì đăng ký tham gia những cái khóa học đào tạo nghề
tại Học viện Acabi chúng tôi, địa chỉ 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo và cung ứng việc làm chuyên ngành về kỹ thuật máy photocopy, từ căn bản cho máy, cho cái khóa học về máy đen trắng, cho đến những cái khóa chuyên sâu một chút cho máy màu, và khóa cao cấp dành cho full máy, đó là bao gồm cả máy photo khổ lớn, máy photo A0. Đó là toàn bộ những cái thông tin về những cái sản phẩm đào tạo của Acabi chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ mở rộng như vậy để anh chị các bạn khi mà cần hỗ trợ hoặc là linh kiện vật tư mà anh chị các bạn muốn có cái đơn vị cung cấp uy tín thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi không có thì chúng tôi sẽ tư vấn giúp, lựa chọn giúp anh chị các bạn những cái đơn vị cung cấp linh kiện vật tư chính hãng tốt. Rồi chúng ta tiếp tục này. Trong quá trình mà chia sẻ với anh chị các bạn cái đoạn vừa rồi thì chúng ta tiếp tục kiểm tra nhiệt độ của cái sensor sau chúng ta lắp vào này. Đang là 211, 212. Và chúng ta quan sát cái quan trọng là đèn sấy này này. Lô sấy tiếp tục quay để bộ xử lý đo nhiệt độ, tính toán thời gian. Có một số anh chị các bạn thắc mắc là ngoài dựa vào cái cảm biến sensor đo nhiệt ý, thì bộ xử lý nó sẽ đo bằng cách nào nữa? Nó còn đo bằng thời gian. Ví dụ cái máy này từ lúc cấp nguồn đèn sấy sáng, nó còn được đo lường bằng thời gian. Bộ xử lý sẽ khống chế trong vòng 3 cho đến 5 phút với một cái máy tiêu chuẩn đuôi tốc độ 90 bản chẳng hạn. Sau 3 phút đó mà trạng thái không thay đổi hoặc thay đổi quá ngưỡng, nó sẽ không dựa vào thông số của cảm biến nữa, mà nó sẽ quyết định ra một cái kết luận, đó là bị trục trặc, nó sẽ ngắt kết nối và không cấp nguồn nữa. Đó, thì vừa chia sẻ với anh chị xong thì chúng ta thấy quan sát phía dưới đèn sấy tắt này. Nó khác với cái sensor hồi nãy nhá. Chúng ta tiếp tục quan sát trên cái thang nhiệt trên đây. Đang là 222. Rồi, chúng ta xem. Nó sẽ dao động có chiều hướng đi xuống vì đèn sấy đang tắt này. Ở trạng thái tĩnh, máy không làm việc, đèn sấy hai bóng sẽ luân chuyển sáng tắt, liên tục duy trì ở nhiệt độ đủ tan chảy hạt mực, từ 195 cho đến 210 độ C. Khi mà bạn chạm vào màn hình cảm biến thì máy sẵn sàng ready với cái nhiệt độ đủ để tan chảy hạt mực. Đó quy chuẩn để một bộ sấy hoạt động ổn định và an toàn. Đấy, thì tôi vừa chia sẻ cái đoạn dở trước đấy. Chứ không phải là dựa 100% về cái thông tin từ cảm biến. Nếu như vậy thì nhiệt quá nó cháy luôn máy à? Không, bộ xử lý nó sẽ dựa vào cả thời gian nữa. Tôi cấp cho anh 3 phút mà anh báo sai, tôi sẽ ngừng không cấp nữa, treo, báo lỗi, ví dụ như vậy. Chứ không phải là nó cứ đốt sấy suốt thì nó chảy luôn cả khung sắt, chứ đừng nói là nhựa. Rồi, ở phía khi mà nhiệt độ, anh chị có bạn quan sát lần nữa này, nhiệt độ xuống tới ngưỡng 200 lẻ một chút thì đèn sấy bắt đầu lại sáng này, ánh sáng vàng đang hắt ra. Đó. Khi mà chúng ta hiểu về nguyên lý của máy ấy, là chúng ta rất dễ tiếp cận sửa chữa những cái ban bệnh, hoặc ít ra thì anh chị các bạn cũng có cái kiến thức để chúng ta mua những cái linh kiện vật tư phù hợp với cái ban bệnh máy mình đang gặp phải. Tôi không nói những nhà cung cấp linh kiện vật tư không là tốt hay xấu, mà nói nhiều khi họ mua cái linh kiện vật tư bán cho anh chị. Đương nhiên là trên thị trường hiện tại thì có một số thôi anh chị ạ. Một số những cái đơn vị làm ăn thiếu uy tín nhập những cái linh kiện rẻ về bán kiếm lời, nhưng đại đa số những nhà cung cấp đó là họ làm ăn bằng chữ tín. Có một số cái linh kiện nào đó, ví dụ như ở đây, nó lỗi kỹ thuật là ngoài sự mong muốn của bên đơn vị cung cấp, chẳng hạn như vậy. Còn chủ đích thì tôi không nói, trong cuộc sống thì nó vô chừng, chúng ta không kết luận cái gì mà nó không có căn cứ cụ thể. Thì nó liên quan đến cái yếu tố là người ta ngoài mong muốn của người ta chẳng hạn. Trong lô nhập về hàng ngàn cái thì có cái bị lỗi là bình thường. Thì đây tôi chia sẻ với anh chị là các bạn như vậy. Nếu giả sử anh chị các bạn tham khảo, tham vấn ý kiến của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố vấn bằng cách là anh chị các bạn đừng vội gửi đi hoặc mua cái mới, mà đem bộ sấy sang nhà đồng nghiệp thử trước. Sau đó chúng ta quyết định hoặc là mượn cái cảm biến này về thử thôi. Nó nằm ở đây thì chúng ta chỉ cần thử ở đây, đèn sấy sáng, cấu trí tốt, nó mới quá nhiệt đúng không ạ? Đấy, cái cách bắt bệnh trong máy photo rất là hay như vậy. Rồi tiếp này. Đấy, nhiệt độ đang ở 207, dao động đến 210 thì đèn sấy lại tắt. Bây giờ tôi sẽ vào chức năng photo để chúng ta kiểm tra, sau đó chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Tôi sẽ thoát ra này. Đó, cái cách để anh chị các bạn bắt bệnh trong cái phần nhiệt độ của một cái ban máy nào đó. Chúng tôi chia sẻ là chúng ta chưa chia sẻ chung anh chị các bạn. Toshiba cũng tương tự. Tôi
Konica Sirius cũng vậy thôi, nó cũng là máy photo, nó cũng được cấu trúc như vậy, nó chỉ khác là lớn hay bé khác nhau. Anh này thì gắn một sensor, anh kia gắn hai sensor, có anh gắn ba sensor ví dụ như vậy. Anh Toshiba anh gắn cả sensor ở dưới lô S cơ. Ví dụ cấu trúc khác nhau, model khác nhau, của hãng khác nhau thì anh sẽ lắp đặt khác nhau. Mục đích cuối cùng vẫn là hướng tới độ ổn định của cái cụm sấy đáp ứng được chín mực và an toàn trong quá trình vận hành. Đó là toàn bộ cái nội dung mà chúng tôi chia sẻ đến anh chị các bạn trong nội video ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị các bạn đã luôn đón nhận và ủng hộ những sản phẩm video từ iCopy chúng tôi. Thông tin để hỗ trợ và tư vấn về những khóa đào tạo chuyên ngành kỹ thuật 24/7, số điện thoại 0964 405 366. Anh chị và các bạn cũng có thể truy cập vào máy photocopy phusơn.vn hoặc icopy.com.vn. Tạm biệt anh chị và các bạn, hẹn gặp lại ở những video review những cái ban bệnh trên máy photocopy tiếp theo của iCopy chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.